Xin chào quý các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bà Châu Elec. Thời gian vừa qua thì mẫu súp BKSound SW612 đã tạo lên cơn địa chấn mới về dòng súp bát 30 với mức công suất cũng như là mức giá thành rất là hợp lý. Và hiện tại thì lô mới nhất của mẫu súp SW612 đã có thêm những cải tiến mới và chúng ta sẽ cùng đánh giá nhanh trong video ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của bà Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Bên cạnh tôi chính là mẫu súp BKSound SW612 phiên bản C, có nghĩa là phiên bản màu vân gỗ. Với dòng 612 này, quý bạn sẽ có hai tùy lựa chọn màu sắc, đó là màu black và màu vân gỗ. Và tôi sẽ đập hộp ra để cùng quý bạn đánh giá về những sự khác biệt so với lại phiên bản đầu tiên. Và đây chính là mẫu súp SW612 phiên bản mới nhất. Và chúng ta có thể thấy được là cái hình dạng thiết kế nó đã có sự thay đổi ngay từ hình thức bên ngoài. Đó chính là phần mặt E-căng. E-căng ở đây sẽ được thiết kế rất là vuông vức chứ không còn vát chéo như là phiên bản đầu tiên, với cái E-căng hoàn toàn khác biệt. Với bản 612 SW này thì vẫn có cái lớp sơn khá là giống với phiên bản cũ, sơn màu vân gỗ màu đỏ rất là đẹp, và phiên bản màu black màu đen toàn bộ. Tấm E-căng của phiên bản mới này được làm bằng vải, vẫn sử dụng loại vải rất là chất của BKSound. Logo của thương hiệu BKSound thì được dập và đính ngay phía dưới E-căng ở chính giữa. Điểm khác biệt chính là cái tấm E-căng này. Mọi khi thì chúng ta biết được bản 612 SW trước ấy thì nó sẽ có cái thiết kế E-căng hơi vát như thế này. Và cái này thì nó thiết kế vuông vức theo hình chữ nhật rất là đẹp. Bản SW612 phiên bản mới vẫn sử dụng một cái củ loa bát 30 cm, đường kính 30 cm, gân bằng cao su như các bạn có thể thấy rất là dày, và phần màng loa bass thì vẫn dập sóng gân rất là đẹp. Nón loa này, logo BKSound thì vẫn dập chữ màu da cam ở ngay phía bên trên. Và hiện tại thì phiên bản 612 này vẫn có mức công suất RMS là khoảng tầm 300W, max có thể lên tới 600W và ở trở kháng 4 ohm. Về phía sau, phiên bản SW612 này thì vẫn y hệt như phiên bản cũ, với đường tín hiệu đầu vào sử dụng jack AV hoặc là một đường tín hiệu XNR bằng dây calon input. Rồi phần chỉnh volume to nhỏ ở đây, phần crossover cắt tần số, đảo pha cũng như là chế độ tắt bật loa mờ. Ngoài ra thì phía bên dưới này chúng ta có thể thấy nút tắt bật nguồn được tích hợp ngay bên dưới này, có tích hợp dẫn dây nguồn ở bên trong. Và sản phẩm này thì là bát 12 inch với cái tần số đáp tiến từ 28 cho đến 150 Hz cộng trừ 3 dB, công suất là từ 300W RMS, max là 600W. Đó. Và mỗi sản phẩm của BKSound thì các bạn luôn thấy được là tem của BKSound ở đây và ở đây để phân biệt hàng giả và hàng nhái quý các bạn nhé. Ngay bây giờ thì tôi sẽ tháo cái củ bát để các bạn xem là nó có gì khác biệt so với lại phiên bản cũ hay không. Đây là củ bát của phiên bản SW612 phiên bản mới nhất. Chúng ta nhìn thấy nó vẫn y hệt như phiên bản cũ, vẫn là công suất 300 này, max 600, 4 ohm. Và cái dòng sản phẩm này là thương hiệu của BKSound này, đó, design này, made in China, sản xuất tại China nhé. Khung xương của sản phẩm SW612 này, của bát này, làm bằng vật liệu gang. Các bạn có thể thấy này, rất là chắc. Và đây là phần màng loa bass thì được bằng làm giấy và được sơn trắng khác biệt này. Và đây là phần nhện loa, các bạn có thể thấy nhện màu hơi lâu đất một chút. Đó, phần lớp keo màu đen rất là chắc chắn. Và con này thì nó sử dụng cái nam châm là nam châm đơn chứ không phải là nam châm kép như những phiên bản cao cấp hơn, 715 hoặc là 815. Tuy nhiên là chất của con bát 612 này đưa ra âm bát rất là mạnh và có độ sâu rất là hay đây. Phía trong này, phía trong thùng loa thì chúng ta có thể thấy được ngay này, nó vẫn là hai tấm mút tiêu âm bông thủy tinh tiêu âm ở hai bên rất là dày, thiết kế rất là đặc trưng. Và đặc biệt phiên bản 612 nó khác hoàn toàn các phiên bản súp còn lại của BKSound, đó là việc lỗ thông hơi nó nằm ở phía dưới đây, các bạn thấy cái ống lỗ thông hơi chưa, rất là to đó, tôi có thể đút tay vừa. Tuy nhiên lỗ thông hơi này nếu nhà nào có chuột thì phải cẩn thận nhé. Chỉ là một chút thay đổi về ngoại hình, về mặt E-căng, còn toàn bộ nội thất cũng như mức công suất đều y hệt như phiên bản cũ. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể bỏ qua phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là test thử chất âm của phiên bản SW612, súp mới nhất của thương hiệu BKSound. We'll be right back.
Với loa suất BKSound SW612, chắc chắn các bạn sẽ được nâng tầm bộ dàn karaoke gia đình nhà mình trở lên ấm hơn, mạnh hơn ở những giải bát. Và đặc biệt, mức giá thành vẫn y như cũ, không đổi, 5 triệu 190 nghìn đồng. Là các bạn có thể sở hữu ngay mẫu súp điện bát 30 rất là mạnh đến từ thương hiệu BKSound, công suất là 300W trên một kênh. Và quý các bạn yêu thích dòng sản phẩm này có thể liên hệ ngay tới số hotline là 1900 0255 hoặc truy cập website bảochoelec.com để đặt hàng ngay từ bây giờ. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!